Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kỷ niệm 35 năm thành lập 1989-2024, đánh dấu chặng đường hình thành và phát triển với nhiều kết quả nổi bật trên lĩnh vực đối ngoại nhân dân. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 31 hội song phương và đa phương và 4 câu lạc bộ cùng với trên 150 chi hội trực thuộc, tạo cơ sở vững chắc cho việc thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân tại thành phố. Công tác tuyên truyền, quảng bá về đường lối phát triển của Việt Nam nói chung và của thành phố nói riêng được đẩy mạnh, tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, cũng như tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân thành phố với nhân dân các nước. Nhiều hoạt động đoàn kết, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao, hữu nghị được gắn với công tác xã hội từ thiện, góp phần làm cho nhân dân các nước hiểu rõ hơn, đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ và hợp tác nhiều hơn với thành phố trên tiến trình xây dựng, phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế. Được đánh giá cao trong hoạt động, dịp này Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tập thể cá nhân đã vinh dự đón nhận cờ truyền thống, kỷ niệm chương vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc, bằng khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng.